Chào bác Tài và cháu Hầu cùng các thành viên trong câu lạc bộ 100. Tôi có hai câu hỏi xin bác tư vấn giúp ạ. Câu hỏi thứ nhất là tôi có cháu 5 tuổi thường xuyên bị viêm tai giữa 3 năm nay. Cháu đi các bệnh viện chữa theo toa thuốc của bác sĩ nhưng không khỏi. Chỉ đỡ hoặc khỏi một thời gian là cháu bị viêm lại. Xin bác chỉ dẫn làm thế nào để chữa cho cháu khỏi hẳn ạ. Là Rồi câu thứ nhất ạ. rồi chúng ta nhớ nha, chúng ta có hai câu trả lời. Người ta hỏi như bạn là hai câu. Cái thứ nhất, sáng sớm cho cháu nó phơi nắng một chút, phơi nắng 10 phút thôi, đừng nhiều, nó còn mới 5 tuổi à, 5-10 phút rồi cái nón rộng vành phơi cái lưng được cho nó nhìn ánh sáng mặt trời. Tối dẫn nó đi chơi, nó đâu có niệm Phật cầu tiền được, kể chuyện đời xưa cho nó nghe thôi, kể chuyện cô bé lọ lem này kia đó cho nó chơi. Rồi đừng ăn cho nó gì trong con số 3, ăn trong con số 5 à, dễ hết sức rồi có gì. Rồi là gì nữa, tây y là chính mà, thực dưỡng hỗ trợ, phải đi khám tây y đi để coi. Khi mà đi khám tây y mà trị tây y thì đừng có đi khám tây y không, mà phải kèm với thực dưỡng liền. Bây rõ ràng là nó hết đây, nó có hết mà, nó đi tây y nó có hết mà, nhưng mà lại bị tái trở lại, thấy không? Thấy không? Thấy chỗ đó là tây y là chính mà hỗ trợ vậy. Rồi khi mà tây y buông thì chúng ta tiếp tục cái con đường là sáng sớm mà kể chuyện đời xưa cho nó nghe, dẫn nó đi bộ buổi chiều đấy, kể chuyện cô bé lọ lem cho nó vui, cái tinh thần nó phấn chấn, nó vui, cho nó tiếp xúc với bạn bè nhiều người để nói chuyện với nhau cho vui. Tổ chức sinh nhật một đám 5-7 đứa con nhỏ đó, rồi cho nó hát, nó ca, nó rồi happy birthday này kia nữa, to you đó, rồi nó vui, tinh thần nó phấn chấn cái đó. Cái tinh thần là quan trọng, như anh Hầu con Mậu mới nói đó, giúp cho nó phấn chấn cái đó chứ, cho nó vui, nó vui đời cái đó chứ. Đó, rồi bắt đầu mới sửa chữa cái ăn uống lần lần đó, rồi còn nữa, rồi coi bên tây y coi, nó đã nhiều lần hết bệnh rồi, bây giờ đâu phải là nó không hết đâu, mà nó viêm tai giữa, coi chừng nó viêm tai trong là nó gần ở não thì nguy nữa, nó viêm tới tai trong thì mới nguy. Thì lúc đó bắt đầu người cẩn thận, làm như là nó bị tâm thần nó cái gì, nó viêm tai trong nó giống như bị tâm thần vậy, nó mới viêm tai giữa thôi thì làm sao đây. Rồi quý vị coi giùm, hỏi giùm tôi coi, cái lá nhĩ nó còn không, cái lá nhĩ nó có bị lủng không cái gì. Nếu lá nhĩ nó không lủng thì quý vị lấy cho tôi cái loại dầu mè mà nhỏ có mắt đó, hôm trước tôi nói cái cách mà nấu sôi nhẹ nhẹ lên rồi để dành nguội đó, cái nhỏ mắt đó, lấy cái đó là pha cho tôi một nửa muỗng, 1/3 muỗng đó, với 1/3 muỗng dầu mè nhỏ vô đây tôi một giọt thôi, mỗi lỗ tai một giọt, tự có nhổ rồi thẳng vô, sợ nó lủng lá nhĩ nó chạy vô trong, sợ đứa nhỏ lủng lá nhĩ giỏ vô cái vành tai cho nó thấm từ 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 nó chạy vô gì. Ăn uống quân bình âm dương, đắp cao cái sọ hết, đắp cao cái sọ, đắp ở màng tai hết nè, lấy cái bông gòn nhét lỗ tai để lỡ cao cái sọ lọt vô lỗ tai, coi chừng nó lọt vô con mắt, thành nó đắp cao sọ cái vùng này ở sau nó, rồi bó lại cho nó, tìm cách bó lại, cột lại cho nó. Đó. Đây, đây có cái bông gòn đây nè, con mắt coi chừng nha, lúc nó ngồi á thì mình bó bó chứ đừng có nằm, nằm bó chạy vô cao cái sọ chạy vô mắt nó chết luôn, ngứa lắm mà chịu không nổi, rồi nó né né cái con mắt ra, bó bó đi, bó dọc ở sau cái tai này, này này này, bó cao cái sọ để cho tôi nữa, hết sưng có gì, hết tốt, hết tốt, do nó ăn uống mà bị đó. Và bác chúng ta phải cảm ơn các vị bác sĩ đã cứu nó nhiều lần rồi, mà tại vì ăn trở lại như ngày xưa, lại chip chip, lại bánh hoa lan chiên, lại mì gói, lại coca cola, lại nước ngọt, lại trà sữa rồi trái cây, rồi xoài các cái. Quý vị coi chừng cái trái ổi cái gì, quý vị coi chừng, tưởng là trái ổi nó tốt hơn cái trái cam, hơn trái chuối, coi chừng trái chuối nó đã độc rồi, trái chuối nó độc hơn trái cam, độc này, nó độc thì nó kỳ quá, không độc, nó mất quân bình nhiều hơn là trái cam, và trái ổi coi chừng nó mất quân bình lắm đó. À, coi chừng đừng trái ổi thấy nó cứng nó chặt đó, mình tưởng nó dương đó, coi chừng nó là dễ mất quân bình hơn trái chuối như vậy. Thành ra cái cam mà tưởng nó vitamin C nhiều nó độc, coi chừng nó không phải mất quân bình bằng trái chuối đâu đấy, mà cứ cho nó ăn chuối hoài thì thất họng luôn, nó sưng nó viêm ra. Rồi còn gì nữa, nếu mà nó nằm ở tay trong rồi nhớ đừng cho nó ăn yến mạch nhiều, nó làm mủ, đừng cho nó ăn nếp nhiều, nó làm mủ, những cái mà có chất nhựa đó quý vị, chất nhựa đó đừng cho nó ăn nhiều, nó sẽ làm mủ đó, mủ cái gì, những chất làm nhựa nhiều là gì, nếp nè, thậm chí là kê nó cũng nhớ 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 đó, yến mạch nó dễ có cái nhớ 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 đó, thì cái sự nó sẽ làm mủ đó gì. Cho nó có những người mà đau mắt mà tương đối nặng rồi mà ăn yến mạch nó lơ mơ là cái mủ nó đóng trong con mắt, tôi ghèn ra rất là nhiều, mà nó đóng những cái hột mủ nó nổi trong con mắt luôn. Yến mạch gì nó rất là tốt nhưng mà nó làm mủ, có bệnh nó phải né thời gian, né cái gì, né thời gian đi à, vậy thôi. À, còn cái gì cho cháu bé nó không nữa nè.
Còn cái gì nữa? Nó mới có 5 tuổi không cái gì? Để thôi, cái gì để thôi được rồi. Rồi bây giờ có cái gì để bà giúp cho cháu bé này nữa anh Công Học, anh thử gợi ý cho tôi thêm. Dạ. Cháu nhỏ như vậy thì uống thêm canh dưỡng sinh nó cũng cân bằng đó bác tài ạ. À, được, Uống dạ thêm được, canh dưỡng dạ được. sinh. Dạ. Anh Canh dưỡng sinh nhớ là thì nó tốt còn dưới lắm. 12 tuổi, mình uống 1/4 Dạ. thôi. Uống ít thôi. Dạ. Rồi, rồi còn gì nữa ta? À, để coi nè. À, nó viêm tay giữa, nhất định là nó có nhiễm trùng rồi cái gì ha, nó viêm kiểu này kim vi viêm lại là nó có nhiễm trùng đấy, nó có nhiễm trùng đấy. Uống kinh mơ nó uống cũng được có gì, nhưng mà nó uống không được đâu, nó chua quá, nó Chua, uống nó chua lèm mà. nó chua lè, Dạ. nó không uống được. Nó cổ gấp cao cây sọ đi cái gì, và ăn uống được ăn mè nghe cái gì, ăn mè nó sưng Dạ. cho mà coi nha. Nó đó, đó. À, ăn muối mè nó cái lượng nó rất là tốt, chất bổ rất là nhiều cái gì, nó ngang với thịt đó gì, cái protein nó ngang mạnh lắm, nhưng mà có những bệnh chúng ta ăn không được, thành ra chúng ta ca ngợi muối mè, nhưng mà chúng ta quên những cái phần mà ăn muối mè nó mang hại. Chúng ta ca ngợi gạo lứt nhưng mà quên có những phần ăn gạo lứt mang hại đấy, luôn luôn là có cái gì mà hoàn toàn tốt đâu. Nó hai mặt Dạ. mà này, tay chúng ta hai mặt nè, bàn tay hai mặt lần, bàn tay và này có hai mặt luôn. Cuộc đời này tại sao có thiện là có ác, có gì tính đâu, thiện và ác cái đi đôi mãi, nó có ai diệt được ai đâu, mà nó đâu có tuyệt đối là thiện ác nè, hai mặt nè, quý vị thấy không? Tại sao thưa xin lỗi quý vị, cho mình ở bên đạo thì con bố tôi là đạo đạo bên Thiên Chúa, nhưng mà thưa quý vị, tại sao mà Đức Chúa với Satan mà nó cứ đi kẹp ra ngoài vậy? Sao kỳ vậy? Vì thấy coi chừng nói là một âm một dương đó quý vị, một âm một dương đi với nhau đó, tức là vừa phải vừa vừa tốt vừa xấu, nó cứ đi đi kèm nhau vậy. Nó như bên bên Thiên Chúa mới có câu là thiên đàng rồi địa ngục, và bên đây có Thiên Chúa thì bên đây lại có Satan. Tại sao ông Thiên Chúa mình nói là đấng toàn năng mà sao không giết chết Satan đi, như thế không, đấy đâu cũng được gì. Rõ ràng là hai mặt này, cứ nghĩ là đạo đức tốt có chừng, mình nghĩ là muối mè tốt ok được có chừng, có chừng nó còn cái mặt trái là cái gì vậy đấy. Từ đó mình đứa bé này ăn mà muối mè là nguy to nó đó, muối Dạ. mè to nó, rồi cho nó ăn cơm trắng đi cái gì, nếu nó gầy, còn không thì ráng tập cho nó nhai cơm vào nước, sợ là 5 tuổi nó không nhai được thì mình nấu hơi nhão cho nó ăn, hoặc là cho nó uống váng cháo vào nước đi cái gì, kem vào nước cũng được nha. Không ăn muối mè nha, ăn tương, ăn tương, ăn tương ha, ăn tương tamari natto rồi được hết trơn. Rau củ xào khô, những cái trống, những cái loại trống viêm sưng, những cái loại trống viêm sưng thì nó có một cái, nó còn bé quá uống hạt lanh cũng được. Hạt lanh đó, hạt lanh nó chống viêm sưng cái gì, hạt lanh nó chống được viêm sưng, ngay cả cái hạt chia nó cũng chống được viêm sưng cái gì, hạt chia à, chống viêm sưng. Thôi đắp cao cây sọ đi, rồi đắp cao cây sọ được, tránh những thức ăn làm bổ nha, những thứ nếp, nếp dẻo rồi bánh dẻo, nếp là ăn, và đương nhiên là bánh chip, bánh chiên ngoài đường, rồi ba cái khoai lang tây, khoai lang chiên dẹp hết, mì gói dẹp hết. Tôi coi kênh trong con số 5 cho ăn thời gian là hết, sửa đi rồi sau này dạy cho nó. À, con muốn ăn cái này cho nó ăn chút, dù nó thèm rồi đó, mãi biết nó không tốt thì không được, con ăn cái này nó đau nè, cứ dạy lần lần cho nó, rồi sau này nó tự lo lấy thân của nó. Mới có 5 tuổi thôi, tôi biết một đứa như vậy không gì, không biết như vậy tôi kể quý vị nghe chút ha. Đứa này nó bị viêm tay trong quý mẹ nó nuôi không nổi, tiền không có, gửi nó vô chùa dở dở, khi nó làm chuyện này khi nó làm chuyện kia, nó viêm tay trong của gì, viêm tay trong nạo ra, bác sĩ nạo cứu cho nó được rồi, thì nó cứ tái đi tái lại hoài, nó sát chứ cái màng não được gì, thành ra nó làm những cái chuyện đôi khi nó không có kiểm soát được nữa gì. Nó gặp tôi nó hiền của gì, hiền lành dễ thương lắm, nhưng mà đôi khi nó trong chùa, nó trong chùa, nó ở trong chùa, nó phá biệt mình má nuôi nó không nổi nữa, rồi cho nó uống cái lúc đó mình cho nó uống cái imong gì cái AG, nó hết cái gì, nó hết ăn uống của mình, âm dương nó hết. Đây tôi kể cái gì nghe, nó hết trong chui. Có một, tôi không nói tên nha, tôi nói tên đây kỳ, tại là tôi không nói tên, có một công ty cái gì bán thực phẩm chức năng lại nói với nó là con nói là con uống cái loại này, cái loại của người ta, tôi có tên đây quý vị, tôi không nói đâu, nói ra mình nói như, giống như mình nói xấu người ta mà tôi không nói, thì nhờ uống cái này mà bây giờ mới đỡ như vậy rồi, thì sẽ đài thọ cho nó tiền và đài thọ cho nó uống cái nó không tốn tiền, uống cái thực phẩm chức năng đó. Sau đó bà mẹ vẫn thời gian không có nói gì, tôi bị bà nghèo, bà nghèo thì nghe nói vậy là bà chịu thôi gì,
5-6 triệu, cho thêm chút tiền là cho thuốc uống cái thì đó chị, người ta lấy cái thực phẩm chức năng tên của mình trị hết, để lấy cái tên là ta nhét vô. Thì trường hợp đó giống như trường hợp của đứa bé bồ gì đó không, 14 15 tuổi tôi kể, anh thấy lại cái hình đó, rồi cũng vậy, cũng lại đấy có cái người đến lại cho tiền, một công ty lớn như vậy của ngoại quốc á, cho tiền nói là nhờ uống cái thực phẩm chức năng đó mà thấy trở lại. Tôi nói thiệt á, tôi không có nói giáo gì, cái nào tôi nói tôi đưa tay lên tôi nói đó, rồi Trời. thật vừa cho tôi cái gì mà thậm chí nói là đến gặp tôi những gì, gặp tôi nói với tôi là anh đồng ý, anh nói là uống thuốc của tôi mà hết bệnh với anh thực dưỡng mà anh chỉ dẫn đó, hết bệnh thì tôi sẵn sàng tôi đại thọ tiền và hoặc được trích phần trăm và trong cái số bán của tôi được vậy đó cái gì. Tôi nói vậy, tôi không dám nói cái thuốc của gì thế nào, nhưng mà tôi chưa có thử, tôi đâu có dám. Nếu gì thuốc tốt thì tôi cũng nói là thuốc tốt đó, tôi không dám, không dám bị bà con dùng, mà bà con dùng mà tốt thì tôi mừng, nếu mà tốt tốt mà tôi chưa có thử nghiệm tôi cũng dám nói trường hợp này. Tôi không có biết thuốc cái gì đâu, làm sao mà tôi nói là mà thậm chí uống như vậy tới 15 cái AG cái gì 15 hũ 20 tuổi mới hết hết con mắt mới thấy đường lại, là bây giờ nói là uống thuốc có gì mới hết thì đâu có được. Đó, đó, bác Hưng cũng biết đâu gì à, rồi thôi mình hỏi câu hỏi khác rồi đó, vậy đi cho cháu nữa rồi nhớ hỏi anh Công Hồ Hoàng liên hệ, còn công chủ nhật tới lên hỏi nữa nha, rồi nhớ nhớ cái gốc, nhớ cái gốc, nhớ câu hỏi số 1, nhớ câu hỏi số 1 để làm lại quân bình âm dương cơ thể, đừng quên câu hỏi chính là câu số 1 chắc mình. Câu